Xin chào, tôi lại có mặt. Và sau đây tôi sẽ uống bia bằng chè. 40 chén bia. 40 chén bia. Uống liên tiếp. Uống liên tiếp. 40 chén bia. Không nghỉ. Không nghỉ và không biết là hậu quả sẽ như sao. Đây nhá. Chén 15, đến chén 15 là 50.000. Đấy, đến chén 20 là được 100.000. Đến chén 30 thì được 200.000 nữa. Và đến chén 40 thì được 500.000 nữa. Và hình phạt là một nửa chén tương ớt. Thôi thôi bố. Đấy, đây là hình phạt nhé. Kia phần 3 chén nửa gì anh? Có thêm tí không? Trọng ơi, bia chén này là do 40 chén bia. Uống hết 20 chén lại chắc thêm 20 chén nữa. Lại là Giang đây. Không hiểu về dồn lên lại là tôi chén. Quay mày ngồi đây mày vừa rót mày để tạo đêm chén đúng gọi là đêm chén. Uống thế nào mà rót luôn chén đấy là. Chúng ta uống ngồi. Bật quạt cho nó sẵn đi. Quạt sẵn là gì? Không văn lại. Cho sinh ra tối. Rồi. Bắt đầu. Vâng, tôi xem các bạn. Liên tục luôn. Một. Thứ tiệm tắt điện thoại đi. Hai. Ba. Uống hết, uống hết. Nhanh nhạc như uống. Bốn. Năm. Ơi. Dồn lại, dồn lại. Uống chán khó mà uống cốc. Nhanh lên. Uống liên tục. Không, những cái chén nào uống hết dồn lại. Vào đây. Thằng kia không phải rõ, thằng này thì không vượt quá chén 10. Nhanh gần chưa? Sáu rồi. Bảy. Nhanh không được, không nghỉ. Ờ nuốt. Bảy rồi, cố gắng lên. Bảy chén rồi, thôi uống thôi. Tiền ơi. Ba chén nữa được tiền rồi. Cố. Đấy. 15 chén mới được đấy mà. 15 chén mới 50.000. 10 chén rồi. 5 chén nữa. 10 chén. Nhanh lên. Uống. Không được nôn. Nhái. Không được nôn. Uống đi mất. 5 chén nữa. 5 chén nữa. Nào. Cố lên 5 chén. Không được nghỉ. 5 chén nữa cố lên. 50. 5 chén nữa. Trọng chạy ra sau lấy cho nó trọng nó ngồi luôn. Bao nhiêu chén rồi? 11 chén. 11 chén rồi. Này là thua rồi đấy, dừng này là thua rồi. Thua rồi. Uống tiếp. Cho nhân nhượng. Cho đến chén 15 lấy 50.000. Mười mấy chén rồi? 11. Cố lên đi lên. Để trọng thì trọng. Tôi chén nữa. Đeo nghỉ đây vừa rồi, chấp nhận vừa rồi đấy nhá. Muối ăn. Bốn chén nữa mẹ cố đi, 50 các bạn. Giá thịt tận 500 cơ. 500 thì mày uống đéo đâu, 500. Không được nôn, nôn là thua. Nhanh lên, bắt đầu này. Nhanh gần chưa? Phát biểu khẳng nghi. Tôi cảm thấy là có
thêm coca. Thế bây giờ nào? Tôi chịu thua. Chịu thua thì cái đây, hình phạt đây, một chén nước đây, nửa chén tương ớt siêu cay. Nửa chén tương ớt siêu cay xít khổng lồ nào. Uống đi, uống đi. Nào lấy các đảm đây. Cay đấy mày. Nào thua phải chịu, chịu chơi. Nào. Cay. Cố gắng đây. Chơi. Nào. Cố gắng lên, mọi người đang chờ đợi anh. Thua thì đấy, đấy phải hình phạt của anh đấy. Thua thì phải phạt đấy chứ, tưởng có phạt chứ lại. Tương ớt uống. Uống đi. Thua thì phải chịu thôi. Tương ớt này uống được cái không đi. Nào, uống đi, cố gắng đi. Đổ thêm nước ớt vào uống một hộp to. Cho dễ uống nó sệt, chờ đâu. Cho tí bia vào. Cho tí bia vào đây. Rồi, thế thôi. Cho bia còn khó hơn. Nước. Nước. Thôi xin chào mọi người và hẹn mọi người tại video lần sau. Mọi người nhớ like và chia sẻ kênh để ủng hộ bọn mình. Thôi tạm biệt. Chị tạm biệt.